Hello, chào anh em. Em giao lưu với anh em một con mài lưỡi cưa ha, mài lưỡi hợp kim anh em ha. Con này Makita ha, nặng 12 kg này ha. Đây thông số của em nó đang à. Mài lưỡi Makita 9803 ha, điện 100V Hà Nội đi Nhật ha, công suất 190W, dòng tua 5.500 vòng ha. Đá của nó là 80 nhân 12 ly 7 ha. À, mài lưỡi từ 1 tấc 2 đến 5 tấc luôn anh em ha. Mài lưỡi từ 1 tấc 2 đến 5 tấc. Đá là 80 x 12 ly 7 ha. Con này zin. Con này còn khá đẹp anh em ha. Nước sơn zin nguyên bản, em không bán hàng sơn lại ha. Cái con này ha, là cái lưỡi này anh em phải chỉnh, mở cái này ra. Mở khoáng này ra anh em có thể chỉnh độ nghiêng của nó ha. Chỉnh lên nè, nghiêng lên nè ha. Nhìn xuống nè à. Chỉnh đến 30 độ ha. Như vậy là vuông góc nè, chứ không độ ha. Em có thể chỉnh nghiêng qua bên đây 30 độ, chỉnh nghiêng qua bên kia 30 độ được. Rồi. Cái này khóa này là khóa xoay cái này. Anh em xoay này được. Xoay hết góc luôn ha. Xoay hết góc luôn. Rồi khóa này lại. Đây là cái khóa mở này ra là anh em có xoay cái tay này ha, xoay cái tay này là anh em chỉnh cái này ra vô ha, để mình anh em mài lưỡi lớn nhỏ. Ở đây nó có một cái khóa nữa, mở khóa này ra là em có thể xoay cái này được. Xoay là xoay cái lưỡi nè, em bắt lưỡi lên đây ha, cái này mài răng một răng xong đó mình xoay qua. Xoay qua để mài cái răng tiếp theo ha, xoay vậy đó. Nói chung là chỉnh được tất cả các độ ha, chỉnh nghiêng này được, chỉnh ra vô được, xoay này được đó. Nó mài lưỡi từ 1 tấc 2 đến 5 tấc được luôn anh em ha. Hôm qua có anh nào hỏi mài lưỡi nó 355 được không, đồ vô tư ha. Nó mài đến lưỡi 5 tấc được ha. Rồi anh test máy mình xem ha. Em vô anh em ha. Rồi em giao lưu với anh em con này giá là 5,5 triệu ha. Chào anh em.